Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trong nước và quốc tế trên kênh tin mới nhất. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý được phát trong chương trình ngày hôm nay. Bão số 4 thổi bay nhà xưởng ở Trung Quốc. Mưa lớn tại nhiều khu vực Trung Quốc báo động vàng. Trung Quốc dùng thuốc nổ để phá đê, xả lũ. Đập Tam Hiệp chuẩn bị đón đợt lũ thứ tư. Thưa quý vị và các bạn, bão nhiệt đới số 4 với sức gió lên đến 119 km/h đổ bộ vùng ven biển tỉnh Phúc Kiến vào sáng ngày thứ ba. Một video đăng tải trên truyền thông Trung Quốc cho thấy bão kèm theo gió mạnh thổi bay một khu nhà xưởng của nhà máy ở thành phố Long Hải, tỉnh Phúc Kiến trong vài giây. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc đáng sợ. Một phần của nhà máy ở Phúc Kiến, miền đông Trung Quốc bị bão số 4 thổi bay trong chớp mắt. Tân Hoa Xã đã cho hay bão số 4 đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến vào sáng thứ ba, mang theo mưa xối xả và gió mạnh lên tới 119 km/h. Ở gần tâm bão, những cơn mưa lớn làm đổ cây cối và nhà cửa. Nhiều khách du lịch bị mắc kẹt ở thành phố Trương Châu và Hạ Môn. Tại một trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc ở Trương Châu, hàng chục phương tiện phải tránh trú gió lớn bên vệ đường. Ở một trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc khác trong thành phố, hai cảnh sát đứng trước một cây đổ để cảnh báo nguy hiểm. Mái của một số ngôi nhà gỗ tại một địa điểm du lịch ở Trương Phố bị xé toạc trong bão dữ, trong khi tổng cộng 30 du khách bị mắc kẹt tại điểm tham quan này. Cho đến nay, tất cả họ đã được sơ tán đến nơi an toàn. Mưa to gió lớn đã làm gián đoạn giao thông địa phương. Một số đoàn tàu đã được lệnh dừng hoạt động trên địa bàn tỉnh. Sân bay quốc tế Cao Khi ở Hạ Môn đã hủy 51 chuyến bay đi vào hôm thứ Ba và hơn 30 chuyến bay trong sáng ngày hôm sau. Các chuyến phà chở khách được lệnh tạm dừng dịch vụ tại các khu vực bị ảnh hưởng. Văn phòng kiểm soát lũ lụt Hạ Môn cho biết hơn 5.600 tàu cá được thả neo và hơn 3.200 người phải sơ tán vào đất liền. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc hôm thứ Ba đưa ra cảnh báo màu vàng cấp 4, cấp thấp nhất đối với bão số 4. Mặc dù bão số 4 suy yếu trong ngày thứ Tư, song ông Giang Nguyen, quan chức Sở Thủy lợi tỉnh Phúc Kiến cho biết một số khu vực của tỉnh sẽ phải hứng chịu những trận mưa như chút nước. Tuần trước, cơn bão số 4 trong năm nay ở Trung Quốc đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang với sức gió 137 km/h. Gần tâm bão, các nhà chức trách Trung Quốc đã phải đưa ra báo động màu vàng trước tình trạng mưa lớn đang hoành hành ở khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc trong hai ngày tới. Sở Thủy lợi Hà Bắc cũng đã ban hành cảnh báo lũ quét trong những ngày sắp tới. Tân Hoa Xã đưa tin, thành phố Hàm Đan của tỉnh Hà Bắc đã hứng lượng mưa lớn lên tới 100mm. Chỉ trong vài giờ ngày thứ Tư, một số thị trấn ở Cù Châu chịu lượng mưa tương tự, khiến cơ quan kiểm soát lũ lụt địa phương phải khuyến cáo người dân đề phòng nguy hiểm và đảm bảo an toàn. Phòng Cảnh sát Giao thông và Quản lý Đô thị cũng kích hoạt các kế hoạch phản ứng khẩn cấp, cử nhân viên đến nạo vét các hồ thoát nước nhằm tránh nước mưa ngập ứ đường phố. Mưa lớn còn tấn công nhiều thành phố khác ở tỉnh Hà Bắc, trong đó có thủ phủ Thạch Gia Trang và Hình Đài. Ở tỉnh Tứ Xuyên thuộc Tây Nam Trung Quốc, mưa lớn buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán, nhiều ngôi nhà bị hư hỏng và nhiều tuyến đường tê liệt. Mưa triển miên từ tối thứ hai tỉnh này đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 5 người mất tích. Cuộc sống của khoảng 107.000 người bị xáo trộn với 14 con sông trên địa bàn ngập ứ nước. Tại Bắc Kinh, giới chức thành phố này đã tiến tới hành kiểm tra các trạm bơm, đóng cửa các công viên và cảnh báo cư dân trong bối cảnh thủ đô của Trung Quốc chuẩn bị đón trận mưa lớn nhất kể từ khi bắt đầu mùa lũ năm nay. Tập đoàn thoát nước Bắc Kinh, đơn vị vận hành hệ thống thoát nước của thành phố cho biết đã bắt đầu ứng phó cấp cao với mưa lũ, đạt 3.090.000 người lao động trong trạng thái sẵn sàng xử lý với bất cứ đợt lũ nào do mưa lớn gây ra. Công ty thông báo hôm thứ Tư đã kiểm tra các cơ sở thoát nước của thành phố, bao gồm các trạm bơm và cống thoát nước trên đường phố. Các trạm bơm đã được lệnh xả các bể chứa trước để chuẩn bị đón mưa lớn. Cơ quan khí tượng Bắc Kinh ban hành cảnh báo màu vàng thứ ba tới mưa bão, dự báo những cơn mưa như chút nước xảy ra vào ngày thứ Tư đến ngày thứ Năm, ảnh hưởng tới khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc. Người dân Bắc Kinh đã nhận được tin nhắn từ văn phòng kiểm soát lũ lụt của thành phố từ trưa thứ Ba. Khuyến cáo tránh ra ngoài và làm việc tại nhà nếu có thể. Thủ đô của Trung Quốc cũng tạm thời đóng cửa các công viên và địa điểm du lịch trong ngày thứ Tư do lo ngại về an toàn. Sở làm vườn và cây xanh Bắc Kinh cho hay các công viên, trong đó có Di Hòa Viên, công viên Thiên Đàn và Sở thú Bắc Kinh đều đóng cửa. Thời gian mở cửa của các địa điểm thu hút du khách này sẽ được thông báo sau. Theo Trung tâm Quản lý Công viên Đô thị Bắc Kinh, du khách có thể hủy vé và nhận tiền hoàn lại trực tuyến. Sở làm vườn và cây xanh Bắc Kinh cũng tăng cường các nỗ lực nhằm ngăn chặn thiệt hại có thể xảy ra do mưa lớn ở khu vực đô thị và vùng núi. Tất cả các dự án cảnh quan, ngoại trừ những dự án trong điều đặc kiện đặc biệt, được lệnh tạm thời dừng hoạt động và công nhân được yêu cầu trú ẩn ở những địa điểm an toàn. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp, được mã hóa bằng màu sắc, trong đó màu đỏ là mức nguy hiểm nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh lam. Khoảng 20 giờ 16 tối ngày thứ Tư theo giờ địa phương, chính quyền thành phố Miên Dương thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã phải cho nổ một đoạn đê nhằm giảm áp lực từ nước lũ. Theo đó, khoảng 160 kg thuốc nổ được dùng để phá đoạn đê có chiều dài 15 m tại địa phận An Xuyên thuộc thành phố Miên Dương. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng đã sơ tán các hộ dân sống xung quanh con đê trên đến nơi an toàn. Bí thư thôn Vũ Hà thuộc địa phận An Xuyên, ông Bành Trị Cẩm trả lời phỏng vấn QQ cho biết:
Có nhiều thôn dân sống cách kè sông chỉ 60 mét. Trước mắt chúng tôi đã khẩn trương di rời hơn 1.800 người tới nơi an toàn. Theo thông tin mới nhất từ Văn phòng Thông tin Quốc vụ Viện Trung Quốc sáng thứ Năm thông báo, đợt thiên tai kéo dài từ đầu tháng tới nay, nước này đã khiến hơn 63,4 triệu người chịu ảnh hưởng, hơn 54.000 công trình bị phá hủy, 219 người chịu thiệt mạng mất tích. Ước tính thiệt hại kinh tế do mưa lũ gây ra lên đến gần 179 tỷ nhân dân tệ, hơn 25,7 tỷ đô la. Theo dự báo sơ bộ của Ủy ban Thủy lợi Trường Bằng thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc, hồ chứa Tập Tam Hiệp dự kiến sẽ đón đợt lũ mới, đợt lũ thứ tư vào ngày thứ sáu sắp tới. Theo dự báo sơ bộ của Ủy ban Thủy lợi Trường Giang, lưu lượng nước chảy vào hồ chứa Tập Tam Hiệp sẽ đạt tới 50.000 mét khối mỗi giây. Sau khi mưa lớn liên tục ập vào thượng nguồn sông Trường Giang, hồ chứa Tập Tam Hiệp đã xả nước hai lần vào ngày thứ ba đến ngày thứ tư để chuẩn bị đón đợt lũ thứ tư trong năm nay. Ủy ban yêu cầu Sở Thủy lợi các tỉnh và thành phố dọc sông Trường Giang bao gồm Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hồ Bắc và Thiểm Tây tăng cường hơn nữa công tác dự báo lũ lụt và cảnh báo sớm, đồng thời tập trung vào việc kiểm soát lũ của các sông vừa và nhỏ. Trong khi đó, mưa lớn tiếp tục trút xuống nhiều tỉnh thành phố Trung Quốc. Từ sáng thứ tư đến sáng thứ năm, thủ đô Bắc Kinh, thành phố Thiên Tân và tỉnh Hà Bắc đã xảy ra đợt mưa lớn nhất kể từ đầu mùa lũ đến nay. Ở Bắc Kinh, mưa chủ yếu tập trung vào đêm, lượng mưa lớn nhất là 156,6 mm. Còn tại khu mới Hùng An, tỉnh Hà Bắc, lượng mưa lớn nhất đo được lên đến 214 mm. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ USGS thông báo cường độ trận động đất là 6,1 độ Richter ở độ sâu khoảng 10 km tân hóa xã dẫn tin từ trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc cung cấp số liệu về cường độ lên đến 6,5 độ Richter. Giới truyền thông Trung Quốc đưa tin tâm chấn của trận động đất tại huyện Lỗ Điện thuộc thành phố Chiêu Thông của tỉnh Vân Nam, khoảng 265.900 dân sinh sống tại 7 thị trấn thuộc huyện Lỗ Điện. Các tỉnh lân cận như Quý Châu và Tứ Xuyên cũng chịu ảnh hưởng của địa chấn. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy nhiều tòa nhà hư hại nặng nề trong trận động đất, người dân đào bới các đống gạch đá để tìm người sống sót. Theo Reuters, ít nhất 381.000 người thiệt mạng trong vụ ảnh hưởng của địa chấn. Huyện Lỗ Điện là địa phương hứng chịu thương vong lớn nhất với 120 người thiệt mạng, hơn 180 người mất tích và ít nhất là 1.881 người bị thương. Chính quyền cho hay hơn 12.000 ngôi nhà tại đây đã sụp đổ và 30.000 ngôi nhà khác hư hại nặng. Sinh viên Ma Hao, tình nguyện viên cứu hộ tại thị trấn Long Tu Chan đã giúp lực lượng cứu hộ tìm thấy hơn 40 người dưới các lớp gạch đá. "Chúng tôi không có thời gian dành cho các thi thể, chúng tôi phải giúp những người còn sống trước", anh nói. Cơ quan khí tượng thủy văn Trung Quốc phát thông báo mưa sẽ xuất hiện trong khu vực động đất trong 3 ngày tới. "Tôi thấy nhà cửa rung lắc mạnh, một số đồ vật nhỏ trên kệ rơi hết xuống đất", một người dân nói. Người dân bỏ chạy ra đường sau khi các tòa nhà bắt đầu rung lắc. Chính quyền địa phương đã cắt nguồn điện sinh hoạt do trận động đất ảnh hưởng đến hệ thống viễn thông nên việc liên lạc đến hiện trường bằng di động rất khó khăn. Cô Malia, người dân huyện Lỗ Điện, mô tả đường phố tan hoang như bãi chiến trường sau khi bị dội bom. "Cơn địa chấn quá khủng khiếp, hậu quả sau cách đó tồi tệ hơn nhiều so với trận động đất 2 năm trước đây. Tôi chưa bao giờ thấy trận động đất mạnh như vậy. Bây giờ tôi nhìn đâu cũng thấy thiệt hại", cô Ma nói. Đài truyền hình Trung Quốc CCTV nói rằng đây là trận động đất lớn nhất xảy ra ở Vân Nam trong 20 năm qua. Khu vực Tây Nam Trung Quốc thường xuyên xảy ra động đất. Năm 1974, một trận động đất 6,8 độ Richter xảy ra, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng. Vào tháng 8 năm 2008, tại tỉnh Tứ Xuyên xảy ra một trận động đất 8 độ Richter, khiến hàng ngàn người thiệt mạng, gây thiệt hại lớn ở địa phương này và các vùng lân cận. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới nhất. Đại thảm họa số 2 tiếp tục giáng xuống đầu của Trung Quốc khi hôm qua, thông tấn xã của nước này cho biết một trận mưa lũ mịt mù tiếp tục càn quét thủ đô Bắc Kinh, khiến ngôi nhà của em trai ông Tập Cận Bình bị ngập tới nóc, còn một khu resort 5 sao của cô gái em gái ông Tập cách thủ đô Bắc Kinh khoảng 60 km hướng về phía nam của Trung Quốc cũng đã bị mưa đá rơi xuống làm cho tan hoang. Nhiều người cho rằng Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục nổi dậy trừng phạt chính quyền ông Tập Cận Bình. Vì hôm qua, ông ta vẫn cho máy bay và tàu chiến áp sát quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam ở ngoài khơi Biển Đông, bất chấp những cảnh báo của thế giới. Đây chính là nguyên nhân và lý do vì sao mẹ thiên nhiên, trời và đất vẫn tiếp tục chờ mưa lũ, ùn kéo tới và đập sập ngôi nhà của em trai ông Tập cũng như là khu resort của em gái ông ta. Thưa quý vị, theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV thông qua, trong một bản tin về dự báo thời tiết cho biết trận lũ số 1 chưa kịp qua đi, thì ngày hôm qua Trung Quốc lại tiếp tục hứng chịu trận lũ số 2. Khi lưu lượng nước chảy vào, con đập Tam Hiệp tăng nhanh chóng, đạt 53.000 mét khối trên giây và dự kiến lưu lượng nước chảy vào con đập Tam Hiệp có thể đạt với mức độ cao nhất là 59.000 mét khối trên giây. Các thành phố như Vũ Hán, Tứ Xuyên, An Huy, Chiết Giang, Thượng Hải và những khu vực phía nam của Trung Quốc vẫn tiếp tục bị chìm trong biển nước. Hiện những nơi này vẫn nâng mức cảnh báo lên thang màu đỏ, đây là mức cảnh báo cao nhất của mưa lũ. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, tính đến ngày hôm qua, Trung Quốc đã hứng chịu ngày thứ 50
tiếp tục hứng chịu những cơn mưa to, gió lớn khiến mực nước ở nhiều con sông ở Trung Quốc tăng cao và làm cho 1.995 căn nhà cao tầng bị ngập lụt, 153 người thiệt mạng và mất tích. Cầu cống, đường xá, bệnh viện, trường học bị cô lập. Trong khi đó, mực nước ở Hồ Bà Dương, tỉnh Giang Tây, hồ nước ngọt lớn nhất của Trung Quốc nối với con sông Trường Giang cũng cao hơn mức cảnh báo là 2,5m. Một số đoạn đê quanh Hồ Bà Dương cũng đã bị vỡ do dòng nước lũ ồ ạt chảy qua, nhấn chìm toàn bộ nhà cửa xung quanh. Hồ Thái Hà ở thành phố Thượng Hải cũng phải cảnh báo báo động đỏ sau khi nước dâng cao hơn 1m so với mức an toàn. Đứng trước bối cảnh đó, nhiều chuyên gia cho rằng năm 2021 là một năm đại họa của Trung Quốc. Còn theo các nhà tiên tri dự đoán rằng, từ nay tới cuối năm 2021, Trung Quốc còn hứng chịu rất nhiều những thảm họa mà ông trời ập đến. Trung Quốc đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới chuỗi cung ứng của toàn cầu. Khi đầu năm thì dịch Covid-19 hoành hành, bây giờ lại đến lũ lụt, động đất Trung Quốc được cho là nguyên nhân gây ra thảm họa cho thế giới, gây ra sự xáo trộn không nhẹ cho nhân loại này. Và tính đến nay, đã có ít nhất 4,6 triệu người dân của Trung Quốc đã phải rời bỏ nhà cửa. Gần 300 triệu người đã phải sơ tán đi các nơi khác để trú ẩn. Chuyên gia cho rằng sau trận mưa lũ lịch sử này, nhiều khu vực nổi tiếng của Trung Quốc sẽ không về trạng thái như ban đầu bởi vì ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh là vô cùng nặng nề. Theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, hôm kia, mưa lũ đã đánh sập tòa nhà cao 10 tầng. Đây là căn nhà riêng được xác nhận là của bà Hoa Xuân Oánh, cựu phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Trung Quốc. Hôm qua, lũ ống còn tiếp tục nhấn chìm một ngôi nhà 9 tầng của em trai ông Tập Cận Bình và san phẳng một khu resort 5 sao của em gái ông ta. Đứng trước tình hình và cấp bách báo động kể trên, ông Tập Cận Bình được cho là đã triệu tập gấp các giới chức cao tầng của Bắc Kinh để tiến hành một cuộc khẩn cấp ngay trong đêm hôm qua để bàn bạc đưa ra những phương án phòng chống lũ lụt. Bởi vì theo cơ quan khí tượng thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, tối nay đến hết tháng 7 và sang nửa đầu tháng 8, Trung Quốc vẫn tiếp tục có những trận mưa to đến rất to. Nước ở những nơi thượng nguồn vẫn đổ về, dồn về và trên trời vẫn không ngừng trút xuống Trung Quốc. Ngoài ra, có hiện tượng thời tiết cực đoan như sấm chớp, động đất và mưa đá. Chính vì vậy mà cơ quan đầu não ông Tập Cận Bình đã phải cho tiến hành họp khẩn cấp. Trong đêm ngày hôm qua, tờ báo China Morning Post, một trong những tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc viết rằng, nước lũ ở đập Tam Hiệp vượt mức cảnh báo đỏ 12m, ông Tập triệu họp khẩn cấp. Vào ngày hôm kia, Trung Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn về công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai dưới sự chủ trì trực tiếp của người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình. Theo Tiểu ban ứng phó khẩn cấp về động đất, sóng thần của Trung Quốc cho biết, do ảnh hưởng bởi đợt mưa lớn giai đoạn 2, lưu lượng nước trên sông Dương Tử đổ về con đập Tam Hiệp đã tăng lên với mức độ chóng mặt. Dự báo đợt lũ thứ 2 ngay trên con sông Dương Tử sẽ khiến nước chảy vào hồ chứa đập Tam Điệp đạt 58.000 mét khối trên giây. Đây được cho là một trong những lưu lượng nước cao nhất trong lịch sử của Trung Quốc. Vào chiều ngày hôm qua, mực nước trong hồ chứa đập Tam Hiệp đã tăng tới mức 158m, vượt mức cảnh báo lũ lên tới 12m. Đây cũng là mực nước cao nhất được ghi nhận tại hồ chứa Tam Điệp kể từ khi nó khởi động xây dựng cho tới nay. Tính đến thời điểm này, theo giờ địa phương, hồ chứa đập Tam Điệp đã dự trữ khoảng 7 tỷ mét khối nước, trong khi đó trung bình của nó chỉ có khoảng 3 tỷ mét khối nước và đây được cho là một nguy cơ nữa nếu như con đập này bị vỡ. Theo Ủy ban Tài nguyên nước của sông Dương Tử, lưu vực con sông sẽ đón những trận mưa lớn và mưa rất to. Nước đổ về đập Tam Hiệp sẽ ngày càng nhiều gây áp lực lớn cho công tác kiểm soát lũ tại Trung Quốc. Và mới đây thì Trung Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn về công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai dưới sự chủ trì của người đứng đầu chính phủ Trung Quốc, ông Tập Cận Bình. Ông Tập chỉ ra rằng kể từ đầu tháng 6 tới bây giờ, các cơ quan của Trung Quốc đã hoạt động tương đối tốt nhằm ứng phó với lũ lụt và đạt được kết quả đáng khả quan bước đầu. Ông Tập nhấn mạnh rằng phòng chống và cứu trợ lũ lụt có ảnh hưởng quan trọng đến tính mạng và tài sản của người dân, cũng là an ninh quốc gia. Theo Chủ tịch Trung Quốc, việc kiểm soát lũ đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất. Mưa lớn ở khu vực sông Dương Tử là rất nghiêm trọng. Con đập Tam Hiệp đứng trước nguy cơ bị vỡ. Ông ta yêu cầu các cơ quan chức năng có liên quan phải tăng cường phối hợp với người dân nhằm phòng, chống lũ lụt một cách hiệu quả nhất. Ông Tập nói thêm, chính quyền địa phương các nơi cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai, đặt an toàn tính mạng và sức khỏe của người dân lên hàng đầu, phải cải thiện khả năng dự báo mưa lũ và các thảm họa thứ cấp, phải tăng cường bảo vệ các con đê cùng các cơ sở hạ tầng quan trọng,
và vận hành những dự án bảo tồn nước một cách hợp lý. Cần phải phối hợp phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh và công tác cứu trợ, cứu nạn trên toàn diện đất nước Trung Quốc. Trong bối cảnh mà mưa lũ diễn ra phức tạp ở Trung Quốc, hai địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất đó chính là tỉnh Giang Tây và tỉnh Hồ Bắc, nơi chứa con đập Tam Hiệp và dòng sông Dương Tử chảy qua. Tại tỉnh Giang Tây, truyền thông của nhà nước Trung Quốc ghi nhận một đoạn đê đã bị vỡ trên hồ Bà Dương đã được phá xong. Những trận mưa lớn liên tục khiến cho diện tích mặt hồ mở rộng thêm 25% và nhiều ngôi làng, ruộng đồng bị nhấn chìm khi xảy ra vỡ đê. Vào cùng ngày, thì thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã đưa ra báo động đỏ về tình trạng mưa lũ và tính đến 8 giờ sáng ngày hôm nay, mực nước trên sông Dương Tử đoạn chảy qua thành phố Vũ Hán đã đạt 30 mét, vượt mức báo động đỏ. Điều này cho thấy rằng việc kiểm soát lũ ở Vũ Hán là rất khó khăn, rủi ro gia tăng và đối phó với lũ lụt là cuộc chiến dài dài. Ông Tập nói rằng 91 con đê ở thành phố Vũ Hán đang trong tình trạng vỡ bất kỳ lúc nào, đề nghị người dân phải hết sức cảnh giác. Thưa quý vị, có một điều được cho là cực kỳ vô lý khi tình hình trong nước của Trung Quốc đang mưa to gió lớn động đất và lũ lụt càn quét làm cho rất nhiều ngôi nhà bị nhấn chìm và cuộc sống của người dân đang lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Thuốc men thì thiếu thốn, dịch bệnh thì hoành hành, còn lương thực thì cạn kiệt. Tuy nhiên, chính quyền của ông Tập Cận Bình vẫn tiếp tục ngang ngược đưa tàu chiến và máy bay tiến ra ngoài Biển Đông. Ở đây đã áp sát quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, gây ra rất nhiều những bức xúc cho các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng như các nước trên thế giới, trong đó có Mỹ. Theo trang tin ABC News, một trong những trang tin chuyên theo dõi đường đi của tàu thuyền cũng như là các hoạt động trên Biển Đông đã cung cấp những hình ảnh vệ tinh cho thấy có thể Trung Quốc đã điều 4 chiếc máy bay và tàu chiến áp sát quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng một cách phi pháp. Tạp chí Times đã dẫn hình ảnh vệ tinh cho thấy có ít nhất 4 chiến đấu cơ của Trung Quốc thực hiện phi pháp trên quần đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam ở ngoài khơi Biển Đông. Đây là hành vi được cho là cực kỳ nguy hiểm cũng là ngông cuồng của phía Trung Quốc khi liên tục quấy nhiễu ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Các nước trong khu vực Đông Nam Á và khối ASEAN liên tục lên tiếng cảnh báo. Tuy nhiên, Trung Quốc đã phớt lờ tất cả những cảnh báo trên, liên tục điều tàu chiến, máy bay tiến ra ngoài Biển Đông, áp sát quần đảo Hoàng Sa để tập trận bắn đạn thật cũng như phóng tên lửa, đe dọa trực tiếp đến an ninh, an toàn cho tuyến hàng hải bận rộn bậc nhất trên thế giới. Trước tình hình đó, thì Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Liên minh châu Âu, Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, trong đó có cả Nga đã lên tiếng ủng hộ Việt Nam và xua đuổi phía Trung Quốc. Tuy nhiên, chính quyền của ông Tập Cận Bình vẫn ngang ngược cho tiến hành những cuộc tập trận, bất chấp trong nước Trung Quốc đang gặp mưa to gió lớn, động đất và sóng thần, và đứng trước những mối đe dọa trực tiếp đến từ phía Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng đã nhấn mạnh rằng, tôi xin nhắc lại Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa hoàn toàn là của Việt Nam và nó phù hợp với cả luật pháp quốc tế. Việt Nam cho rằng những hành vi gây mất an ninh, an toàn ở Biển Đông là đi ngược lại với cam kết với cả quốc tế. Chúng tôi cho rằng tất cả các quốc gia phải có nghĩa vụ và lợi ích chung trong việc tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, cũng như hiến chương của Công ước về Luật Biển của Liên Hợp Quốc năm 1982, yêu cầu phía Trung Quốc nên ngừng ngay những hành động bành trướng, gây hấn bắt nạt cũng như là ngõ ngược ở Biển Đông ngay lập tức, nếu không kể giá ở Trung Quốc phải trả được cho là rất đắt. Đại diện Bộ Ngoại giao của Mỹ cũng đã lên tiếng nói rằng những hình ảnh máy bay của Trung Quốc xuất hiện ở ngoài Biển Đông trong bối cảnh hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đang cho điều hành nhóm tàu sân bay tác chiến mang tên USS Theodore Roosevelt của USS Carl Vinson đang tập trận chung ở ngoài Biển Đông với các nước trong khu vực. Và đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần vừa qua. Hải quân của Mỹ đã cho tiến hành những cuộc tập trận chung để đảm bảo cam kết với cả đồng minh cũng như đối tác trong khu vực về một khu vực châu Á-Thái Bình Dương ổn định và giữ vững an ninh. Mỹ cũng nói rằng sẽ bảo vệ Việt Nam trước bối cảnh mà Trung Quốc liên tục gia tăng sức ép. Mỹ coi Việt Nam là đối tác tin cậy số 1 ở khu vực Đông Nam Á. Hiện tại, hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đang cho bắn đạn thật và phóng tên lửa để gửi thông điệp cứng rắn tới chính phủ của Trung Quốc rằng Trung Quốc nên ngừng ngay những cái hành động vô lý ở ngoài Biển Đông đi. Nếu không, Hoa Kỳ cũng kết hợp với cả một số nước trong khu vực Đông Nam Á sẽ ra tay trừng trị Trung Quốc. Trước đó, thì Bộ Ngoại giao của Mỹ cũng nói rằng chính quyền của ông Tập Cận Bình nên tập trung cao độ cho công cuộc phòng chống lũ lụt và thiên tai tại nước mình, chứ đừng đem tàu chiến và máy bay gây hấn nước ngoài ở Biển Đông. Nếu không, cái giá mà Trung Quốc phải trả được cho là rất đắt trong thời gian tới. Tin cực nóng đang làm chấn động dư luận trong và ngoài nước Trung Quốc. Đó là vào khoảng 6 giờ tối ngày hôm qua, một chiếc đĩa bay bất ngờ xuất hiện trên con đập Tam Hiệp đã gây ra sự hỗn loạn của những người đang vận hành con đập. Quân lính và cư dân sống trong vùng trung và hạ lưu bên con đập này diễn biến và bí ẩn về việc vật thể không xác định hay là người ngoài hành tinh ghét phía Trung Quốc đang gây ra điều gì và nói lên điều gì. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi bản tin nóng của chúng tôi.
Kính thưa quý vị, người ngoài hành tinh từ trước tới nay luôn là chủ đề gây ra nhiều nghi ngờ và tranh cãi trong dư luận. Nhưng có một sự thật hiển nhiên rằng có nhiều điều kỳ lạ và mang nhiều màu sắc bí ẩn trong vũ trụ bao la với sự hiểu biết có hạn của người con người, không và sẽ không bao giờ khám phá hết, cũng không bao giờ giải thích được những hiện tượng kỳ thú này. Trong đó có UFO, vật thể không xác định hay là người ngoài hành tinh. Thưa quý vị khán thính giả, trong một diễn biến liên quan, vào khoảng 6 giờ chiều ngày hôm qua, những người đang dồn trú tại khu vực đập Tam Hiệp đã nhìn thấy một chiếc đĩa bay UFO, vật thể bay không xác định, nó bay lơ lửng trên con đập Tam Hiệp. Nó phát hiện ra những chùm ánh sáng màu xanh dương, màu đỏ và màu tím phóng xung quanh và mặt đất khi nó hiện diện toàn bộ hệ thống phòng thủ trên không của quân đội Trung Quốc đang bảo vệ xung quanh con đập, không phát hiện ra bất cứ điều gì. Và ngay sau khi phát hiện cũng như chứng kiến được vật thể lạ xâm nhập, lực lượng bảo vệ con đập đã ngay lập tức báo động khẩn cấp và được lệnh bắn vào vật thể nói trên vì họ lo sợ đây có thể là một âm mưu hay một vụ tấn công nhằm con đập Tam Hiệp, có thể làm cho con đập này bị vỡ, gây ra hậu quả vô cùng to lớn cho người dân của Trung Quốc. Hàng loạt tên lửa và súng phòng không được phóng lên từ mặt đất, làm sáng rực cả một vùng trời rộng lớn khi màn đêm vừa buông xuống. Nhưng có một điều hết sức kỳ lạ là số tên lửa và đạn phóng không chạm vào thân lửa đĩa bay, mà ngược lại nó lại bị dội ngược vào nơi mà chính nó bắn ra, làm cho hệ thống phòng không của Trung Quốc bị phá hủy, tan tành và làm thiệt mạng và bị thương gần 3 trung đoàn lính vệ bảo vệ con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc. Sau đó nó còn phóng ra hàng loạt những cái màu xanh, đỏ tím vàng như bảy sắc cầu vồng làm cho nước dâng cao lên tới chục mét và tràn qua các cửa đập, góp phần làm cho việc gây lũ ở những vùng trung và hạ lưu. Tuy nhiên, may mắn là không có người dân nào bị lũ cuốn trôi khi phần lớn họ đã di rời khỏi khu vực nguy hiểm trong thời gian vừa qua. Sự hoang mang xung quanh cảnh tượng này đã vượt xa khu vực và gây chấn động mọi người trên khắp đất nước của Trung Quốc cũng như trên thế giới. Có nhiều suy luận được đưa ra từ trong dân chúng, đó là chế độ của Trung Quốc có thể bị hủy diệt trong thời gian gần đây bởi ý trời và sức mạnh từ đấng tối cao vô hình, hay là người Trung Quốc sắp sửa đón một vị minh quân được lựa chọn bởi Thượng Đế để làm thay đổi lịch sử cũng như dẫn dắt Trung Quốc trở về thời huy hoàng như vốn nó đã từng có. Nhiều dự báo cho biết rằng đây là điểm xấu đang xảy ra đối với Trung Quốc và chính quyền ông Tập Cận Bình được cho là sẽ bị hủy diệt trong ngày mai. Người ta cho rằng nhiều giới chức Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đứng ngồi không yên, nhiều đảng viên đã cố tình tìm cách thoát ra nước ngoài. Thưa quý vị, những gì đang diễn ra tại Trung Quốc khiến cho người ta không khỏi liên tưởng tới dự ngôn về vận mệnh trong bộ máy chính quyền từng được tiết lộ qua cuốn sách bí mật lưu truyền trong dân gian mang tên Thiết Bản Đồ. Được biết, 10 năm về trước, Trung Quốc luôn tự hào rằng Mỹ là siêu cường nhưng Trung Quốc mới là bá chủ. Mỹ có thể gây ảnh hưởng nhưng Trung Quốc mới thật sự là mối đe dọa cho toàn cầu. 10 năm sau, cả Trung Quốc chao đảo vì căng thẳng thương mại giữa Mỹ-Trung. Các công ty phương Tây đồng loạt rút lui khỏi đại lục, dân chúng đặc khu lũ lượt biểu tình phản đối chính phủ, giới nhà giàu ôm tiền tháo chạy ra hải ngoại, còn tầng lớp bình dân thì nín thở mong chờ một cuộc nổi dậy để thay đổi triều đại. 8 năm sau, khi hai giáo sư kinh tế học của người Mỹ là ông Navarro và ông Antrist 8 năm sau khi hai giáo sư kinh tế học của người Mỹ là ông Navarro và ông Antrist ra mắt cuốn sách Chết bởi Trung Quốc. Trung Quốc giống như gã khổng lồ tham lam và bất khả chiến bại. Đó là một Trung Quốc đang càn quét khắp châu Phi, thao túng thị trường châu Âu và thâm nhập vào châu Âu và khống chế các công ty châu Âu, châu Mỹ. Đó là một Trung Quốc ngang ngược trên Biển Đông, gây hấn trên lãnh hải của Nhật Bản, lấn chiếm bờ cõi của Ấn Độ, nhằm nhai biên giới của Nga và chèn ép lãnh thổ của Bắc Triều Tiên. 8 năm sau, những tên tuổi hàng đầu trên thế giới như nhà đầu tư, nhà đầu cơ tiền tệ, ông Walker hay học giả David đều đồng tình rằng Trung Quốc sắp sụp đổ, còn dân chúng trong nước thì khắc khoải đợi chờ ngày chính quyền giải thích thể. Ngày hôm nay, Trung Quốc chỉ còn là gác khổng lồ đang thất thế, kinh tế thì khủng hoảng, quan trường thì thủ bại, nội bộ thì tranh giành đấu đá, hàng hóa bị cộng đồng quốc tế tẩy chay, giới lãnh đạo bị thế giới lên án, thậm chí người của Trung Quốc ra hải ngoại cũng bị xa lánh và cô lập. 5 năm trước khi lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, dương cao tinh thần giấc mộng Trung Hoa, người ta tưởng rằng Trung Quốc sắp vươn mình để trỗi dậy cùng với chiến dịch đả hồ diệt ruồi, săn sóc, quét mũi từng được thực hiện quyết liệt trong vài năm trước đó. Nào ai có thể ngờ rằng bây giờ dưới thời ông Tập, Trung Quốc đang lụi tàn đi trông thấy và nhiều khả năng ông Tập sẽ bị sụp đổ. 5 năm sau, giấc mơ Trung Hoa dường như đang vỡ mộng, trong khi Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục xa lầy trong ván cờ thường chiến Mỹ-Trung vì lãnh đạo Trung Quốc tối cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, hứng chịu đủ mọi búa rìu của dư luận trong bối cảnh mà Đảng Cộng sản Trung Quốc phải đối mặt với nguy cơ tứ bề, còn ngài chủ tịch thì bế tắc giữa tình thế
đến nội công, ngoại kích, cư dân mạng Trung Quốc đều băn khoăn, tự hỏi rằng phải chăng viễn cảnh sắp tới cũng chính là những gì được nói đến trong dự ngôn Thiết Bản Đồ. Thưa quý vị, Thiết Bản Đồ là quyển sách được bí mật lưu truyền trong dân gian. Người ta không biết ai là tác giả, cũng không rõ cuốn sách đã có từ bao giờ. Chỉ biết rằng đó từng được coi là cuốn thiên thư trong gia đình của một vị tú tài họ Lý đời nhà Thanh. Đây là một cuốn sách đã úa vàng, bên trong là những lời miêu tả cùng với những hình vẽ. Mỗi bức vẽ đều có chứa thiên cơ. Vì sao gọi là Thiết Bản Đồ? Bởi vì hình vẽ trong cuốn sách chắc chắn như tấm thép, chính là bởi mỗi dự ngôn trong bức vẽ đều là một thế cực đã định sẵn, vốn dĩ đã được an bài giống như một chiếc đinh đóng trên sắt vậy. Không cách nào có thể thay đổi được, bởi Thiết Bản Đồ tiết lộ kết cục vận mệnh của triều đại hơn nữa lại vô cùng chuẩn xác nên các vương triều trong lịch sử coi đây là sách cấm. Tuy vậy, nó vẫn được lưu truyền bí mật trong dân gian. Lần cuối cùng cuốn sách được trông thấy vào năm 1951, nhưng ngay sau đó đã bị chính quyền địa phương tịch thu và thu hồi mất. Từ đó trở đi, câu chuyện về cuốn sách chỉ là truyền thuyết. Thưa quý vị, vậy thì dự ngôn Thiết Bản Đồ nói gì về thời cuộc của Trung Quốc ngày nay? Đồ hình cuối cùng trong cuốn sách được cho là lời tiên đoán về vận mệnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nội dung bức vẽ rất đơn giản. Trên bầu trời giữa hai khe núi, bốn con chim màu đen lần lượt bay từ ngọn núi này sang ngọn núi kia. Nhưng giữa sườn của ngọn núi bên phải, một con chim màu trắng bị va vào vách đá, máu đổ lên bè bét. Ngoài ra bức hình là dòng chữ Bạch Vũ Mao Điểu Nhi, Tràng tử tại Sơn Gia Biên, nghĩa là con chim lông trắng bị đụng chết ở bên ngọn núi này. Trong bức tranh xuất hiện 5 con chim nhưng tâm điểm lại tập trung vào nhân vật cuối cùng, tức là con chim lông trắng. Con chim lông trắng ở vị trí thứ 5, nếu nhìn lại các thế hệ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ thời ông Mao Trạch Đông và ông Giang Trạch Dân, sẽ thấy ông Tập Cận Bình chính là vị lãnh đạo nối nghiệp đời thứ 5. Ông Mao Trạch Đông, ông Đặng Tiểu Bình, ông Giang Trạch Dân, ông Hồ Cầm Đào và bây giờ là ông Tập Cận Bình. Những năm 80 của thế kỷ trước là thời trị vì của ông Đặng Tiểu Bình. Khi ấy tại Tứ Xuyên có một vị cao nhân tiên đoán rằng sau thời ông Đặng thì số mệnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ gói gọn trong bốn chữ Giang Hồ Tập Vô. Sau này khi Giang Trạch Dân và ông Hồ Cầm Đào lần lượt lên nắm quyền, người ta đã không khỏi kinh ngạc và dự báo rằng ông Tập Cận Bình sẽ bước lên vũ đài chính trị thì không còn ai dám nghi ngờ lời dự ngôn ấy nữa, vì điều đó đã trở thành hiện thực. Nhưng điều bất ngờ là kể từ khi Đại hội Đảng lần thứ 19 năm 2017, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không xác định người kế nhiệm. Đến ngày 11 tháng 3 năm 2018, Quốc hội Trung Quốc chính thức gỡ bỏ các giới hạn về nhiệm kỳ của vị lãnh đạo tối cao, cho phép ông Tập Cận Bình giữ chức vụ chủ tịch suốt đời. Điều này nói lên rằng rất có thể ông Tập Cận Bình sẽ là vị lãnh đạo cuối cùng. Cũng tức nói rằng tiếp sau ông Tập Cận Bình sẽ không còn ai nối nghiệp nữa và Trung Quốc sẽ tan rã. Trung Quốc sẽ sụp đổ và thế giới chắc chắn sẽ được bình yên. Trở lại với bức bản đồ sẽ thấy 5 con chim đã tiết lộ vận mệnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc. 4 con chim đầu tung cánh cũng giống như thời hoàng kim của Đảng Cộng sản Trung Quốc, có thể tung hoành trên vũ đài chính trị làm thế lộng quyền. Nhưng đến con chim thứ 5 lại là một cảnh tượng thật bi ai, bị đâm đầu vào vách núi chẳng những không thể cất cánh mà còn bị ngã xuống. Thật là đáng thương. Điều này hàm ý một điều rằng chính quyền của ông Tập Cận Bình cũng sẽ bị gãy cánh như con chim lông trắng thứ 5 vậy. Thưa quý vị, có ý kiến cho rằng bức đồ hình đã tiết lộ hai điều. Một là Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ gặp đại nạn vào thời con chim lông trắng, tức là năm 2021, và hai là hết thảy sẽ liên lụy tới ông Tập Cận Bình. Dưới thời ông Mao Trạch Đông, nhân dân đều đứng vì cải cách ruộng đất và cách mạng văn hóa. Dưới thời ông Đặng Tiểu Bình, trí thức và thanh niên phải hàm oan vì thảm sát Thiên An Môn. Dưới thời ông Giang Trạch Dân, những người tu luyện bị bức hại tàn khốc vì các cuộc đàn áp tín ngưỡng. Dưới thời ông Hồ Cầm Đào, hoạt động bức hại vẫn diễn ra trong âm thầm và bí mật. Cả bốn vị tiền nhiệm đều đã lui về hậu trường, nhưng món nợ máu gần 100 năm lịch sử vẫn còn phải tìm người kế nhiệm. Người ấy sẽ là ai nếu không phải là vị lãnh đạo cuối cùng? Thưa quý vị, từ trước tới nay, thuận theo ý trời thì hưng thịnh, ngược lại ý trời áp tai ương vạ gió. Trung Quốc một trong những ví dụ điển hình. Trung Quốc đã đi ngược lại với mẹ thiên nhiên nên bây giờ đã bị ông trời, đất và mẹ thiên nhiên nổi dậy để trừng trị. Trung Quốc trong suốt 53 ngày đêm vừa qua, Trung Quốc liên tục hứng chịu những trận mưa to, bão lũ, động đất và sóng thần làm cho người dân thiệt hại vô cùng nặng nề và nền kinh tế của Trung Quốc đang sử dụng từng ngày. Mưa to, gió lớn, động đất, vỡ đê, vỡ đập tiếp tục xảy ra đối với nhiều tỉnh thành của phía Trung Quốc, khiến cho chính quyền của ông Tập Cận Bình không biết phải làm sao. Hôm qua, nhà nước Trung Quốc cho biết ông Tập Cận Bình nói rằng tình trạng mưa bão, lũ lụt ở Trung Quốc là vô cùng nghiêm trọng. Tờ báo China Morning Post, một trong những tờ báo rất nổi tiếng của phía Trung Quốc, hôm qua đã trích dẫn lời người phát ngôn đứng đầu nhà nước Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình nói rằng tuyên bố tình trạng lũ lụt tại các tỉnh là vô cùng nghiêm trọng, khi các đập bị vỡ hàng loạt khiến cho nước sông thì tràn lên bờ, khiến cho thiệt hại là không thể đong đếm được bằng tiền.
một số hồ chứa đã bị vỡ, gây ra thương vong và thiệt hại về tài sản. Tình hình lũ lụt đang vô cùng nghiêm trọng. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã dẫn lời ông Tập Cận Bình ngày hôm qua như vậy. Trong những ngày mưa vừa qua, mưa lớn đã gây ra lũ quét và ngập lụt tại tỉnh Hà Nam. Quan chức thành phố Trịnh Châu và nhiều thủ phủ của nhiều tỉnh thành phía Nam, phía Đông cho biết ít nhất đã có 12 người thiệt mạng và 5 người bị thương do lũ. Trung Quốc đã phải nâng mức báo động lũ từ cấp 3 lên cấp 2 để đối phó với cả khủng hoảng. Tại sao Trung Quốc lại nâng mức cảnh báo từ cấp 3 lên cấp 2? Đó là bởi vì cấp độ báo động nguy hiểm của Trung Quốc ngược với cả Việt Nam. Trong khi Việt Nam thì từ cấp 1 cho đến cấp 2, cấp 3, cấp 4 là cấp báo động đỏ, cấp báo động cao nhất. Còn ở Trung Quốc thì ngược lại, Trung Quốc thì từ cấp 4, cấp 3, cấp 2 rồi đến cấp 1, nghĩa là cấp 1 ở phía Trung Quốc là mức báo động đỏ cao nhất. Kính thưa quý vị, mực nước dâng cao cũng khiến cho hệ thống giao thông của hàng chục thành phố khác như Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Hồ Nam, Vân Nam, Vũ Hán, Quảng Đông, Quảng Tây, Thâm Quyến, Thượng Hải đều bị tắc nghẽn. Thành phố Trịnh Châu đã phải dừng toàn bộ các hoạt động tàu điện ngầm từ hôm qua sau cơn mưa với lưu lượng 200mm chỉ trong vòng 1 giờ. Khoảng 1 triệu người dân ở tỉnh Phúc Kiến và Giang Tô đã phải di tản gấp trong đêm ngày hôm qua. Hàng nghìn binh lính, cảnh sát, dân quân Trung Quốc đã được điều động để giúp đỡ người dân đến những nơi an toàn để trú ẩn. Người ta cho rằng đây chính là nhân quả báo ứng mà Trung Quốc đang gặp phải và dường như là mẹ thiên nhiên và đấng tối cao Đức Chúa Trời vẫn đang ra tay vùi dập Trung Quốc để trả thù cho các nước trên thế giới. Hôm qua, kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết quân đội của nhà nước này đã cảnh báo mưa lũ khiến cho con đập mang tên Giang Tô ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam xuất hiện nhiều vết nứt dài tới 200m. Con đập có thể bị sụp đổ bất cứ lúc nào. Quân đội và cơ quan cảnh báo khí tượng thủy văn nhà nước Trung Quốc cảnh báo rằng Trung Quốc đang phải đối mặt với mùa hè với những cơn mưa và cơn bão vô cùng nguy hiểm. Tuy vậy thì tình trạng đô thị hóa, xây dựng đập tràn lan và chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông thôn được cho là khiến cho tình trạng mưa lũ Trung Quốc gặp những vấn đề vô cùng tồi tệ. Hôm qua, một con đập thứ hai ở tỉnh Vân Nam của phía Trung Quốc tiếp tục vỡ và nhấn chìm toàn bộ vùng hạ lưu, khiến cho 80 triệu dân phải di tản trong suốt đêm ngày hôm qua. Nhà nước Trung Quốc đã ra tuyên bố rằng sẽ tiếp tục cho phá vỡ một số tuyến đê để cứu một vài con đập. Hiện tại thì con đập lớn nhất của phía Trung Quốc mang tên là đập Tam Hiệp vẫn chưa bị vỡ. Nhưng các quan chức cấp cao nhà nước Trung Quốc cảnh báo rằng nếu tình trạng mưa to, gió lớn, bão tố xảy ra như thế này thì nhiều khả năng siêu đập Tam Hiệp cũng sẽ bị vỡ. Và khi nó vỡ sẽ nhấn chìm toàn bộ Bắc Kinh ra ngoài Biển Đông. Trên bản đồ thế giới sẽ không còn tên Trung Quốc nữa. Khi đó thì Trung Quốc sẽ bị xóa sổ và đây là một điều vô cùng đen tối cho chính quyền của ông Tập. Nhưng lại là thông điệp rất vui cho nhiều nước trên thế giới. Kính thưa quý vị, cơ quan thời tiết nhà nước Trung Quốc đã phải đưa ra mức cảnh báo cao nhất đối với các tỉnh như là Hà Nam, Hồ Bắc, Vũ Hán, Sơn Đông, Sơn Tây. Vì những trận mưa lớn gây ra gián đoạn nhiều, hoạt động trên diện rộng, nhiều người đã phải sơ tán ra khỏi những khu vực bị ngập nghiêm trọng. Lũ lụt thường xảy ra trong mùa mưa ở Trung Quốc, cuốn trôi đường xá, hoa màu và nhà cửa. Theo trang mạng TikTok, một trong những trang mạng rất nổi tiếng của phía Trung Quốc đã đăng tải những hình ảnh và những đoạn video cho thấy rằng đường xá bây giờ đã biến thành sông ngòi. Tất cả các vật dụng cá nhân của người dân đều trôi lênh láng xuống sông, xuống biển. Thiệt hại là không thể đong đếm bằng tiền. Thế nhưng, một số quan chức nhà nước Trung Quốc vẫn chăn ấm đệm êm. Họ vẫn tiến hành các hoạt động xâm chiếm Biển Đông bằng việc điều 300 tàu thuyền các loại, mang theo vũ khí sát thương, vũ khí hạng nặng, vòi rồng và cả tên lửa ra ngoài Biển Đông để tiến hành tập trận với quy mô khủng nhất từ trước tới nay. Cục Hải quân Hải quan phía Trung Quốc cho rằng quân đội của Bắc Kinh sẽ tiến hành tập trận ở ngoài Biển Đông kéo dài một tháng gây ra rất nhiều nỗi bức xúc cho các nước trong khu vực cũng như là cộng đồng trên toàn thế giới. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà mưa to, gió lớn vẫn tiếp tục đổ bộ vào phía Trung Quốc để hủy diệt Bắc Kinh. Kính thưa quý vị, theo nguồn tin chính thống cho biết thì mối đe dọa mưa lũ đang tồi tệ hơn sau nhiều thập kỷ. Một phần do việc xây dựng tràn lan các đập và các đê đã chặn dòng nước chảy giữa các sông làm cho mực nước dâng cao, các tuyến đê không chịu được áp lực cho nên nó sẽ bị vỡ. Theo một nguồn tin thân tín từ tình báo Trung Quốc cho biết, thì phía Trung Quốc đã cho xây dựng tới 14 con đập lớn nhỏ từ đầu năm tới nay, gây ra nhiều hiểm họa khôn lường cho ba con sông Dương Tử, Mekong và sông Trường Giang. Đặc biệt là sông Trường Giang, Trung Quốc tiếp tục cho xây dựng một siêu đập lớn hơn cả siêu đập Tam Hiệp nhưng chưa được nhà nước Trung Quốc công bố cho thế giới.
Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, trong một bài phát biểu về dự báo thời tiết, Bắc Kinh đã báo động mưa lũ lớn bất thường 31 ngày liên tiếp và đây là ngày thứ 32 mà Trung Quốc phải hứng chịu những trận mưa to, gió lớn như vậy. Cơ quan khí tượng thủy văn Trung Quốc đã phát đi thông báo về dông bão, lũ lụt liên tiếp trong 31 ngày qua. Mưa lớn bất thường làm dấy lên mối lo ngại về thiên tai, lũ bùn và lở đất. Nếu như chúng ta quan sát những hình ảnh và những đoạn video được truyền tải nhau từ những người dân Trung Quốc quay lại, chúng ta đều thấy rằng lũ lụt vì mưa lớn bất thường trong nhiều tuần vừa qua ở miền Nam Trung Quốc đã khiến cho ít nhất 106 người thiệt mạng và mất tích. Khoảng 15 triệu người đã chịu ảnh hưởng từ đợt thiên tai năm nay. Một số vùng ghi nhận tình trạng mưa lũ tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Hình ảnh ngôi làng tại tỉnh Quảng Tây bị chìm trong biển nước được Tân Hoa Xã đăng tải vào trung tuần tháng 6 vừa qua. Theo tờ People News cho hay, cuộc chiến giữa đại dịch COVID-19 thời gian qua đã khiến cho việc chuẩn bị đối phó với mưa lũ không được đầu tư đầy đủ. Bộ nguồn nước nhà nước Trung Quốc cảnh báo của 3 nguy cơ lớn nhất mà các địa phương đang phải đối diện, gồm có lũ lụt trên diện rộng, tai nạn liên tiếp xảy ra tại hồ chứa nước và thảm họa lũ quét ở miền núi. Theo hãng tin ABC News cho hay, thì kỹ sư thủy lực tại tỉnh Thâm Quyến phần lớn cho rằng hồ chứa nước cỡ nhỏ ở phía Trung Quốc được xây dựng từ những thập niên 60 đến 70, bây giờ không thể đáp ứng được tiêu chuẩn cao. Chính vì vậy mà khi thời tiết cực đoan xảy ra, các hồ chứa nước này sẽ không còn đáp ứng được mực nước của nó và nó sẽ bị vỡ là điều hiển nhiên. Cục khí tượng nhà nước Trung Quốc cảnh báo về khu vực Tây Nam phía Trung Quốc có khả năng đón nhận mưa lũ lớn nhất bắt đầu từ ngày 23 tháng 7, kéo dài khoảng 4 ngày. Lượng nước đổ về khu vực Trung và hạ nguồn sông Trường Giang tiếp tục tăng cao. Trong những ngày vừa qua, kể từ đầu tháng 6 đã có 5 đợt mưa to, gió lớn vào. Tính đến ngày hôm nay thì Trung Quốc đã đón nhận tới cơn bão số 12. Cục khí tượng Trung Quốc cảnh báo dông bão và mưa lũ liên tiếp trong 31 ngày qua đã làm ảnh hưởng nặng nề tới sinh hoạt của người dân cũng như hàng triệu gia đình phải di tản. Tổn thất từ đợt mưa lũ này lên tới 25 tỷ nhân dân tệ, tức là khoảng gần 4 tỷ đô la Mỹ, một con số vô cùng nặng nề. Người dân đang phải nhận những đợt cứu trợ tại điểm đánh nạn tạm thời ở rất nhiều tỉnh như Tứ Xuyên do nhà nước Trung Quốc công bố. Ban chỉ huy phòng chống mưa bão ở phía Trung Quốc đã ra quyết định kích hoạt ứng phó khẩn cấp số 4, tức là cảnh báo cao nhất, Tân Hoa Xã đưa tin. Tất cả các vùng miền của phía Trung Quốc đang ngập chìm trong biển nước, lũ và nhiều khả năng sau đợt lụt lụt này, Trung Quốc sẽ đón nhận những thiên tai và dịch bệnh. Còn nhớ năm 2020, Trung Quốc đã đón nhận tới 41 cơn bão và trải qua hơn 3 tháng mưa to gió lớn khiến cho tình trạng điện đường, trường học, trạm bị phong tỏa và ở khắp mọi nơi. Và chắc chắn rằng trong một vài ngày tới, các chuyên gia thủy văn, thủy lợi và khí tượng nhà nước Trung Quốc cũng như trên thế giới đã nhận định rằng Bắc Kinh sẽ còn tiếp tục đón nhận cơn bão số 13, 14, 15, 16, 17, 18 và đây chính là một điều tệ đang xảy ra đối với Bắc Kinh và nếu như Trung Quốc không cẩn thận sẽ bị xóa sổ trên bản đồ thế giới. Đây cũng là thông tin vô cùng không vui cho chính phủ Bắc Kinh nhưng lại là tin rất tuyệt vời cho Triều Tiên, cho các nước mà quân đội phía Trung Quốc đang đi xâm chiếm, trong đó có Ấn Độ và liên quan tới tình hình mưa bão ở Trung Quốc. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và gửi tới cho quý vị và các bạn những thông tin mới nhất và chính xác nhất. Tin cực hay, hôm qua vào lúc 1 giờ đêm, một cơn bão siêu mạnh giật trên cấp 13 đã đổ bộ sát vào đảo Hải Nam phía Trung Quốc, gây ra sóng to, gió lớn, làm cho điện, đường, trường trạm bị phong tỏa. Theo mạng di động của phía Trung Quốc cho biết, thì cơn bão siêu mạnh ngày hôm qua đã đánh bật toàn bộ gốc cây cổ thụ và những cột điện, đồng thời phá nát một bến cảng tại đảo Hải Nam, khiến cho chính quyền ông Tập Cận Bình khóc hết nước mắt. Kính thưa quý vị, Trung Quốc liên tục gánh chịu những thiên tai, những dịch bệnh do mẹ thiên nhiên ra tay trừng phạt. Hôm kia thì một cơn bão siêu mạnh đã đánh sập một con tàu sân bay ở Sơn Đông của phía Trung Quốc, thì ngày hôm qua, cơn bão số 8 lại tiếp tục đổ bộ vào đảo Hải Nam, khiến cho sóng to, gió lớn và lũ lụt ở khắp nơi. Một hòn đảo của đảo Hải Nam đã bị nhấn chìm xuống Biển Đông, làm cho cơ quan đầu não của chính quyền ông Tập Cận Bình ăn không ngon, ngủ không yên. Dường như là mẹ thiên nhiên vẫn đang ra tay trừng phạt Trung Quốc. Thầy trò các nước trên thế giới thì phải liên tiếp những cơn bão số 1, 2, 3, 4, và nay thì cơn bão số 8 tiếp tục đổ bộ vào Trung Quốc. Theo kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết thì cơn bão siêu mạnh kể trên với sức gió giật trên cấp 13, nhiều khả năng nó sẽ tăng thêm 2 cấp lên tới cấp số 14 và 15, sau đó đi qua đảo Hải Nam và hướng di chuyển của nó sẽ di chuyển vào trung tâm thủ đô Bắc Kinh và quần đảo Quảng Trường Tiananmen. Nhiều khả năng nó sẽ tăng thêm 2 cấp lên tới cấp số 14 và 15, sau đó đi qua đảo Hải Nam và hướng di chuyển của nó sẽ di chuyển vào trung tâm thủ đô Bắc Kinh và quần thảo Quảng Trường Tiananmen. Hôm qua thì Quảng Trường Tiananmen đã phát đi một thông điện khẩn cấp.
đó là phong tỏa toàn bộ thủ đô Bắc Kinh, bởi nhà chức trách của Trung Quốc cho rằng nếu như cơn bão trên đổ bộ vào thủ đô Bắc Kinh thì chắc chắn nó sẽ gây ra mưa to, gió lớn, động đất, vỡ đê, vỡ đập và khiến cho quảng trường Thiên An Môn bị tàn nát, bởi quảng trường Thiên An Môn đã trải qua những ngày vô cùng tồi tệ trước đó rồi. Thưa quý vị, vậy tại sao mưa lũ, động đất lại liên tiếp xảy ra ở Trung Quốc mà không phải xảy ra ở một số nước giáp danh được gọi là láng giềng của Bắc Kinh? Thì xin thưa với quý vị rằng tất cả đều có nguyên nhân và lý do chính đáng của nó. Trung Quốc là một nước tham lam, liên tục đi xâm chiếm quần đảo và vùng lãnh thổ, lãnh hải của các nước trong khu vực. Bằng chứng là Mỹ tố cáo Trung Quốc có đường biên giới giáp danh với cả 14 nước láng giềng như Lào, Việt Nam, Myanmar, Mông Cổ, Miến Điện, Nhật, Triều Tiên, Ấn Độ, Pakistan, Nga, thì Trung Quốc đã đi gây gổ với 13 nước. Chỉ có một nước Trung Quốc không xâm chiếm, đó chính là Pakistan, bởi vì Pakistan được Trung Quốc nhận anh em kết nghĩa. Vậy tại sao Trung Quốc lại nhận Pakistan làm anh em kết nghĩa? Bởi vì Trung Quốc thời ông Mao Trạch Đông, ông Giang Trạch Dân và ông Hồ Cẩm Đào đã được Pakistan nhượng lại 1/2 lãnh thổ. Chính vì vậy mà Trung Quốc nhận Pakistan là người anh em ruột thịt. Đây chính là lý do vì sao mà Trung Quốc không đi xâm chiếm vùng đất của Pakistan. Còn 13 nước xung quanh Trung Quốc, thời ông Mao Trạch Đông, ông Giang Trạch Dân và ông Hồ Cẩm Đào, đến tận bây giờ ông Tập Cận Bình, Trung Quốc vẫn nhăm nhe xâm chiếm, và chính vì lý do mà Trung Quốc một nước tham lam vô độ cho nên mẹ thiên nhiên mới ra tay trừng phạt. Hôm qua nếu như quý vị theo dõi tình hình mưa bão lũ lụt ở Trung Quốc thì quý vị cũng sẽ biết được rằng mẹ thiên nhiên liên tiếp ra tay trừng phạt Bắc Kinh trong năm 2020. Theo một thống kê trên trang tin theo dõi về dự báo thời tiết của quốc tế cho biết, Trung Quốc phải hứng chịu tới 29 cơn bão lớn nhỏ vào năm 2021. Trung Quốc sẽ liên tục đón nhận những trận mưa to, gió lớn, động đất, vỡ đê, vỡ đập, thậm chí sẽ là 30 cơn bão đổ bộ từ quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh cho tới siêu đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc. Hôm qua, cơn bão số 8 đã hoành hành tại đảo Hải Nam và trong 24 giờ tới, cơn bão sẽ liên tiếp mạnh lên cấp 15 và đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông, gây ra sóng to, gió lớn. Nhà chức trách của Trung Quốc đã phát đi tín hiệu cảnh báo đỏ cho người dân. Người dân của Trung Quốc đã được sơ tán đi tất cả mọi nơi để trú ẩn. Những người khốn khổ và người già, trẻ em không có tiền thì đã tìm những đỉnh núi cao như khu du lịch Vạn Lý Trường Thành để trú ẩn. Một số nhóm người Trung Hoa đại lục thì tìm cách vượt biên trái phép sang Ấn Độ, Triều Tiên, Nhật Bản, sang Nga, sang Campuchia, sang Lào, sang Mông Cổ, thậm chí cả đường biên giới Việt Nam. Nhưng biên giới Việt Nam đã cửa đóng then cài, lực lượng bảo vệ biên giới gồm cả bộ đội biên phòng, công an và các lực lượng xung kích ngày đêm túc trực tại các đường mòn, lối mở. Chính vì vậy sẽ không có một người Trung Quốc nào lọt qua đường biên giới để xâm nhập vào đất của Việt Nam. Và nếu như người nào cố tình và ngay lập tức sẽ bị bắt đem đi cách ly 21 ngày, sau thời gian đó sẽ bàn giao cho cơ quan chức năng để trục xuất khỏi Việt Nam. Đó chính là lý do vì sao mà trong thời gian vừa qua, người Trung Quốc không dám vượt biên trái phép sang đất của Việt Nam nữa. Kính thưa quý vị, nếu như quý vị cũng theo dõi tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và khu vực Đông Nam Á, thì quý vị cũng biết được một điều rằng dịch bệnh COVID-19 đã được Mỹ và Liên minh châu Âu khống chế vô cùng thành công. Bởi vì Mỹ và Liên minh châu Âu đã có công tác tiêm chủng trên diện rộng rất nhanh chóng. Nhưng ở khu vực Đông Nam Á, dường như dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, khi hôm qua, nhà chức trách của Indonesia, Malaysia, Campuchia, Thái Lan và một số nước khác công bố vẫn tiếp tục số ca lây nhiễm trong cộng đồng tăng cao bởi vì Liên minh châu Âu đã có công tác tiêm chủng trên diện rộng rất nhanh chóng. Nhưng ở khu vực Đông Nam Á, dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Khi hôm qua, nhà chức trách của Indonesia, Malaysia, Campuchia, Thái Lan và một số nước khác công bố vẫn tiếp tục có số ca lây nhiễm trong cộng đồng tăng cao và số ca chết chóc tăng mạnh. Đông Nam Á đang tích cực tìm nguồn cung ứng vaccine và nhờ vào khối NATO, Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu và đặc biệt là Mỹ đã tìm được một số liều vaccine vô cùng quan trọng, và trong một vài ngày tới, khối ASEAN sẽ tích cực đẩy mạnh công tác sản xuất vaccine. Bởi theo chuyên gia Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì hay dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu dập tắt 100%, bởi nó vẫn đang lên lỏi khắp mọi nơi, ngay một đất nước phát triển như thủ đô Moscow được cho là một trong những thủ đô hoành tráng nhất khu vực châu Âu. Người Nga rất tự hào về quảng trường đỏ và Tổng thống Mỹ ông Biden nói rằng Nga có một thủ đô vô cùng tuyệt vời. Thế nhưng chỉ trong một vài ngày qua, thủ đô Moscow đã chứng kiến từ 10.000 đến 20.000 ca lây nhiễm trong cộng đồng, gây ra mối quan ngại sâu sắc cho Tổng thống Nga Putin, và ông ngay lập tức cùng các cộng sự đã phát đi thông điệp khẩn cấp. Đó là công điện làm cho người dân của Moscow tránh được dịch bệnh COVID-19. Kính thưa quý vị, Nga là một trong những quốc gia phát triển rất tốt tại khu vực châu Âu dưới thời Tổng thống Putin, và nước Nga cũng tự sản xuất ra vaccine mang nhãn hiệu Sputnik V, một trong những vaccine phòng chống dịch bệnh COVID-19 tốt nhất trên thế giới.
Theo các chuyên gia y tế, thì vaccine của Nga mang nhãn hiệu Sputnik V có thể ngăn ngừa được dịch bệnh COVID-19 lên tới 98%. Và Sputnik V đã được tiêm cho người Nga, nhưng trong thời gian vừa qua, thủ đô Moscow vẫn có những ca lây nhiễm trong cộng đồng tăng cao. Chính vì vậy mà ngay từ bây giờ, chúng ta không được chủ quan, không được thờ ơ, bởi vì dịch bệnh COVID-19 bây giờ có những biến thể mới lây lan rất nhanh. Kính thưa quý vị, có một thông tin vô cùng mới mà chúng tôi vừa cập nhật được, đó là theo hãng tin Reuters cho biết cựu Tổng thống Mỹ ông Donald Trump sẽ quyết định tái xuất với chiến sự của Hoa Kỳ. Ông Donald Trump, một trong những phát biểu mới đây tại thủ đô Washington, ông nói rằng ông sẽ tiếp tục ra tranh cử để làm Tổng thống Mỹ cho tới năm 2024. Và đây là một trong những thông tin vô cùng vui cho cộng đồng người dân trên toàn thế giới, bởi vì họ biết rằng Trump là người xứng đáng nhất để bước lên đỉnh vinh quang. Và đây là một thông tin vô cùng vui cho cộng đồng người dân trên toàn thế giới, bởi vì mọi người dân cho rằng ông Trump là người xứng đáng nhất để bước lên đỉnh vinh quang cao nhất, điều hành nước Mỹ thay cho ông Joe Biden. Trump mới là người dám có những quyết sách cứng rắn đối với cả Trung Quốc, đối với cả tình hình Biển Đông, Biển Hòa. Đồng thời, tình hình ở châu Phi, ông Trump cho rằng tôi đang mong mỏi từng ngày và tôi mong rằng những người ủng hộ tôi sẽ tiếp tục ủng hộ bởi chúng ta đang tới ngày chiến thắng cuối cùng và tôi tin chắc chắn rằng chúng ta sẽ đánh bại phe dân chủ của ông Biden, ông Obama. Tôi sẽ đưa Đảng Cộng Hòa chiếm lĩnh Thượng viện, Hạ viện Hoa Kỳ và tôi sẽ là người sẽ tiếp quản Nhà Trắng trong một vài ngày tới. Và đây là một thông điệp mà cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn gửi tới cho người dân của Hoa Kỳ cũng như những người hâm mộ trên toàn cầu. Hiện thì rất nhiều nguyên thủ quốc gia đã gọi điện ủng hộ phương án quay trở lại Nhà Trắng thay cho ông Joe Biden của cựu Tổng thống Donald Trump. Nhà lãnh đạo ông Kim Jong-un, Thủ tướng Nga ông Boris Johnson hay Tổng thống Mỹ Pháp ông Macron đều tỏ ra vô cùng phấn khích khi nói rằng ông Trump là một người xứng đáng và là một người tuyệt vời. Chính vì vậy, việc ông quay trở lại Nhà Trắng hoàn toàn có cơ sở và đó cũng chính là thông tin chính xác tới 99%. Hãng Reuters hay tờ báo New York Times. Kính thưa quý vị, liên quan tới việc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp quay trở lại Nhà Trắng thay ông Joe Biden để trừng phạt Trung Quốc. Tin nóng chấn động thêm, một trận động đất mạnh 7,9 độ Richter làm rung chuyển 13 thành phố của Trung Quốc, tâm chấn cách thủ đô Bắc Kinh khoảng 200 km. Nhưng người dân ở đây vẫn cảm thấy rung lắc mạnh. Trận động đất đã làm bung chân móng con đập Tam Hiệp, khiến cho chính quyền ông Tập Cận Bình khóc sưng hết hai con mắt. Hiện các cơ quan cảnh báo động đất sóng thần của Trung Quốc vừa ra thông báo khẩn cấp tới người dân của nước này phải sơ tán gấp, nếu không sẽ bị nguy hiểm ập tới. Dự báo Trung Quốc trong nay mai còn hứng chịu tiếp một trận động đất và một trận mưa đá dữ dội. Đó là theo thông tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung Quốc cho biết như vậy. Và nếu điều này xảy ra thì khả năng con đập Tam Hiệp của Trung Quốc sẽ bị vỡ lên tới 97,5% và khi đó thì toàn bộ 2/3 diện tích của Trung Quốc sẽ bị 60 tỷ mét khối nước của đập Tam Hiệp nhấn chìm và cuốn trôi ra khỏi ngoài Biển Đông. Thế giới sẽ không còn xuất hiện tên Trung Quốc trên bản đồ nữa. Và đây không biết là tin vui hay tin buồn cho châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Úc. Thưa quý vị, theo một nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ rằng, Bắc Kinh đang phải điều động hàng nghìn xe quân sự bọc thép lên con đập Tam Hiệp để quyết định phá vỡ con đập này trước khi nó sẽ tự vỡ. Và theo thông tin mới nhất thì chúng tôi vừa nhận được thì đỉnh lũ số 2 đang xuất hiện trên con đập Tam Hiệp vào ngày hôm kia và khiến cho mực nước tại con đập này đã vượt tới mức cảnh báo cao. Nước mưa liên tục trút xuống trong những ngày vừa qua làm cho con sông Dương Tử báo động đỏ ở mức độ cao nhất. Con đập Tam Hiệp được cho là đã hết sức chịu đựng và nếu không tự phá bỏ thì nó sẽ gây ra thảm họa và cực kỳ tàn khốc cho người dân của Trung Quốc. Các khối bê tông con đập Tam Hiệp đã được cho là đang bị nứt nghiêm trọng và bị rò rỉ nước. Và nếu tình trạng mưa lớn còn tiếp tục kéo dài trong một vài ngày tới thì lượng nước trong hồ sẽ khiến cho con đập nổ tung như một quả bom, khiến cho hàng triệu, hàng tỷ người dân của Trung Quốc sẽ bị nhấn chìm trong biển nước. Dự báo có ít nhất khoảng tầm 800 triệu người dân trên 28 tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc sẽ chìm dưới biển nước như là một ngày tận thế. Và các thành phố, các nhà cao ốc, xí nghiệp, nhà máy, vật dụng và rất nhiều những thứ khác sẽ bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Gần như 1 tỷ người Trung Quốc sẽ ngập trong biển nước và đây là một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Đây là lý do vì sao mà ngày hôm qua, ông Lý Khắc Cường đã quyết định điều động hàng nghìn xe bọc thép và 50 tiểu đoàn lên gần con đập Tam Hiệp để tiến hành tự phá con đập này để tránh hậu quả thảm khốc xảy ra trong một vài ngày tới.
Hàng triệu người dân xung quanh con đập Tam Hiệp đã được di tản khẩn cấp ngay trong đêm lên tới đỉnh núi cao. Hàng triệu người khác đã lên khu vực Vạn Lý Trường Thành để trú ẩn. Tình trạng 28 tỉnh thành phía Nam dọc theo con sông Dương Tử đang báo động đỏ, báo động khẩn cấp ở mức cao nhất. Trung Quốc đang trải qua những giờ phút rất cam go, bỏ ngàn cân treo sợi tóc. Được biết, một nguồn tin từ mạng xã hội đều bị chính quyền ông Tập Cận Bình ngăn chặn, không cho bất kỳ thông tin nào ra ngoài. Theo lệnh từ chính quyền thì bất cứ ai phát tin sẽ bị bắt ngay lập tức. Thưa quý vị, chính quyền ông Tập được cho là đã mất ăn mất ngủ suốt hơn một tháng vừa qua. Khi mưa lũ, lũ lụt, động đất, sạt lở liên tục tàn phá Trung Quốc, ông trời và mẹ thiên nhiên dội xuống đầu chính quyền ông Tập Cận Bình quá khủng khiếp và tàn khốc, khiến cho chính quyền của ông ta không kịp trở tay. Và để bây giờ, phải quyết định phá vỡ con đập Tam Hiệp trước khi nó tự vỡ. Đây được cho là một công trình đập to lớn nhất của thế giới và gây ra nhiều tranh cãi nhất từ khi nó được khởi công xây dựng cho tới nay. Và bây giờ, đứng trước nguy cơ tự tay phá vỡ con đập này thì cũng là kết quả của sự tàn ác, nham hiểm và độc quyền độc đoán mà chính quyền ông Tập Cận Bình đã gây ra cho thế giới trong thời gian vừa qua. Nhiều ý kiến cho rằng đây chính là nhân quả báo ứng hay còn gọi là nghiệp quật đang đổ lên chính quyền ông Tập Cận Bình. Vì những tội ác mà ông đã gây ra, chính quyền của ông ta đã đi ngược lại với thiên nhiên khi cho những hành động tàn phá rừng, phá núi, đặc biệt là hủy hoại con sông Dương Tử hay còn gọi là con sông Trường Giang để xây con đập Tam Hiệp, khống chế thiên nhiên, khống chế nước, để bây giờ đang phải oằn mình chống lại sự nổi dậy, trừng phạt của ông trời và mẹ thiên nhiên. Điều này xảy ra cũng là cái kết rất đúng với cả quy luật sinh tồn. Thưa quý vị, có một nguồn tin mới nhất mà chúng tôi nhận được là gây hoang mang, đó là vào 18 giờ chiều ngày hôm qua, tại thủ đô Bắc Kinh đã xuất hiện hàng ngàn con quạ đen bay khắp bầu trời. Vừa bay vừa kêu lên những âm thanh nghe rất thảm thiết như báo hiệu một điều chẳng lành sắp xảy ra đối với Trung Quốc. Từ quảng trường Thiên An Môn đến Tử Cấm Thành, hàng ngàn con quạ gây náo loạn cả bầu trời. Phải chăng Trung Quốc sắp có điểm báo chẳng lành gì chăng? Ông trời báo hiệu Trung Quốc sắp phải đón một thảm họa khủng khiếp được báo trước. Kể từ đầu tháng 6, cơn mưa lớn khắp các tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc khiến cho 1/2 đất nước của Trung Hoa chìm trong biển nước. Người dân thì sống trong cảnh đầm than, màn trời chiếu đất. Hàng triệu người đã thiệt mạng, ngôi nhà đã bị nước lũ cuốn trôi, hàng triệu hecta hoa màu bị tàn phá, hàng triệu triệu người dân phải di tản đi khắp nơi để tránh lũ lụt, động đất, sạt lở, nước từ trên cao đổ xuống như sóng thần, cuốn trôi mọi thứ từ ô tô, xe máy, tivi, tủ lạnh, nồi cơm điện đều bị cuốn trôi hết ra ngoài biển Đông. Sau tất cả những gì đang xảy ra, không biết được rằng chính quyền ông Tập Cận Bình có nhận ra lỗi lầm của mình để nhận thức hay thay đổi hay không. Liệu rằng ông ta có tham lam, độc quyền, độc ác và tiểu nhân đi gây gổ, gây hấn đánh nhau với cả các nước xung quanh mình nữa không? Thì thưa quý vị, đó vẫn là một câu hỏi chưa có câu trả lời với bản chất độc tài, tham lam và tiểu nhân muốn thâu tóm tất cả các nước trên thế giới, hòng chiếm đất đai và biển cả tài nguyên của các nước khác. Thì chính quyền của ông Tập Cận Bình đã bất chấp để làm nên điều đó. Mới đây nhất, ông ta còn điều hàng ngàn xe tăng, xe quân sự nên vùng biên giới Trung Ấn và Trung Triều Tiên nhằm gây hấn, nhằm chiếm dãy núi Himalaya ở một trong những dãy núi nổi tiếng nhất trên thế giới, khiến cho tình hình hết sức căng thẳng. Ông ta còn đem tàu chiến, đem rất nhiều tên lửa, máy bay ra ngoài Biển Đông để tập trận, bắn đạn thật nhằm khống chế khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Ông ta tự công nhận hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc về Trung Quốc, tự xây dựng trái phép quần đảo nhân tạo trên lãnh thổ của các nước trong khu vực để đặt ra các căn cứ quân sự hòng o ép các nước, và đây chính là tội ác mà ông ta đang gây ra cho nhân loại. Và chính những tội lỗi đó, bây giờ mẹ thiên nhiên, trời và đất cũng như là đấng tối cao Đức Chúa Trời đã ra tay khử Trung Quốc, cô lập Bắc Kinh, trả lại bình yên cho thế giới. Hiện tại thì Trung Quốc đang ngập lụt rất nhiều nơi. Tuy nhiên trên thế giới thì không một ai và không một nước nào ra tay cứu vớt Trung Quốc. Không phải là các nước không muốn cứu người dân của Trung Quốc đâu. Nhưng chính quyền của ông Tập Cận Bình được cho là đã làm mất hết lòng tin đối với cả cộng đồng trên toàn thế giới.
Đây chính là nguyên nhân vì sao mà các nước đang quay lưng lại với Bắc Kinh, hiện thì là chính quyền của ông Tập Cận Bình không còn lòng tin với cả cộng đồng. Người ta nói rằng thời vận của Trung Quốc đang lụi tàn theo năm tháng, và tất cả điều đó đã nói lên rằng Trung Quốc đã và đang bị tẩy chay khắp mọi nơi. Và nếu như không thay đổi, sống tốt lên mà còn sống tham lam, nguy hiểm và muốn đi ăn cướp lãnh thổ, lãnh hải của các nước trong khu vực, thì chắc chắn rằng Trung Quốc sẽ bị nhân quả báo ứng và sẽ bị quả báo. Thưa quý vị, theo tờ báo China Morning Post, một trong những tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc, thì cho biết tại Vũ Hán xuất hiện hiện tượng bị thấm, nước sông đã vượt quá cảnh báo tới 2 mét, trong khi một đỉnh lũ mới dự báo là sắp ập tới. Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc đã ra thông báo cho mưa lớn, dòng chảy chính của thượng nguồn sông Dương Tử và khu vực đập Tam Hiệp tăng đáng kể, lưu lượng hồ chứa tăng nhanh lên tới 58 mét khối trên giây. Đây là một trong những lưu lượng lớn nhất trên thế giới và nó có thể nhấn chìm tất cả toàn bộ các tỉnh thành xung quanh con đập Tam Hiệp. Và đây là một điều cực kỳ nguy hiểm nếu như Trung Quốc xảy ra 1-2 trận động đất, sóng thần nữa. Thưa quý vị, thông điệp về trận lũ số 2 của sông Dương Tử trong năm nay có nghĩa là hạ lưu sẽ có thể gặp một thảm họa xả lũ khác. Hiện tại thì khu vực Hồ Bà Dương đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Nước của thành phố Vũ Hán đã lên tới 27-37 mét và tình trạng kiểm soát lũ ở tỉnh An Huy, nơi đang đối mặt với cả lũ lụt phía Nam cũng như là phía Bắc đang rất nghiêm trọng. Khi đạt tới mức kiểm soát lũ cao nhất thì chính quyền đã phải đưa ra cảnh báo đỏ và lũ lụt đang tiếp cận khu vực Giang Tô, Chiết Giang và Thượng Hải. Trên trang web chính thức của Cục Quản lý Lưu vực Hồ Thái Hà của Bộ Tài nguyên nước ra thông báo cho biết mực nước tại Hồ Thái Hồ đạt 4,65 m, mất kiểm soát lũ cao nhất trong lịch sử và cho thấy xu hướng tăng lên trong một vài ngày tới là rất cao. Phục cục phòng chống lũ tại Hồ Thái Hồ đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp mức độ cảnh báo cao nhất và các tỉnh như Chiết Giang, Thượng Hải khả năng cao sẽ bị ngập lũ lụt. Bộ trưởng Tài nguyên nước của Trung Quốc đã ra thông báo rằng dòng nước chảy vào Hồ Tam Điệp dự kiến sẽ đạt đỉnh lũ mới và nguy hiểm đang rình rập tới con đập này. Thưa quý vị, Hồ Thái Hồ được cho là rất rộng và rất sâu, độ sâu trung bình khoảng 2 mét trở lên. Có những nơi lên tới 20 mét, nước rất dễ vào nhưng không dễ thoát. Một khi Hồ Thái Hồ bị ngập thì các khu vực xung quanh như Tô Châu, Vô Tích, Thường Châu, Hồ Châu và Thượng Hải sẽ bị ảnh hưởng một cách nặng nề và nhất là đây chính là nguyên nhân mà phía Trung Quốc đang rất lo lắng. Ông Vương Gia Bảo, giáo sư của một trường đại học tài nguyên nổi tiếng của Thượng Hải cho biết, nhiều khả năng cao nếu xảy ra đỉnh lũ số 2 thì con đập Tam Hiệp sẽ bị vỡ và các lực lượng chức năng sẽ phải hết sức đề phòng. Hôm qua, hãng tin Reuters cho tin, các thành phố như Vũ Hán, An Huy, Giang Tây, Chiết Giang đã đưa ra cảnh báo đó là mưa lớn và mực nước tại các con sông hồ đang tăng lên với mức độ chóng mặt. Thành phố Vũ Hán bên bờ con sông Dương Tử cảnh báo người dân nên đề phòng khi mực nước tăng lên và nhanh chóng và đặt quá mức nguy hiểm so với mức an toàn. Hồ chứa đập Tam Hiệp khổng lồ, nơi đang tích trữ nhiều nước lớn nhất của Trung Quốc, đang cố gắng giảm bớt lưu lượng gây ra rủi ro lũ lụt ở vùng hạ lưu. Hiện đang có mức nước cao hơn 10-12 mét so với mức nước cảnh báo. Hồ chứa này đang chứa lượng nước lên tới 60 tỷ mét khối và đây là một trong những lượng nước lớn nhất trên thế giới. Và khi nó vỡ ra, nó sẽ nhấn chìm toàn bộ Trung Quốc. Hãng tin Reuters còn cho biết, mực nước tại Hồ Bà Dương, tỉnh Giang Tây cũng đang vượt mức cảnh báo đỏ tới 18 mét và nguy cơ xảy ra vỡ đập là rất cao. Thưa quý vị, theo các chuyên gia thủy lợi cho biết, thì lượng mưa trong một vài ngày tới sẽ tiếp tục tăng cao ở nhiều thành phố Trung Quốc. Hiện tại thì động đất, sóng thần vẫn tiếp tục xảy ra và nguy cơ vỡ con đập Tam Hiệp là rất lớn. Lũ lụt tại Trung Quốc đang hết sức nghiêm trọng, vòi rồng sấm sét đùng đùng, lũ hoàng, kinh hoàng đang truy đuổi người dân của Trung Quốc. Thế nhưng, Đảng Cộng sản Trung Quốc của ông Tập Cận Bình một mặt vẫn rêu rao rằng mọi người dân của Trung Quốc vẫn an toàn, tình hình rất nghiêm trọng nhưng chúng tôi khắc phục được. Mặt khác, ông Tập vẫn kêu gọi toàn bộ 200 quốc gia trên toàn thế giới ủng hộ tiền và vật chất cho Trung Quốc tiêu xài. Ngoài ra, ông Tập vẫn còn cho Hải quân của Trung Quốc phóng tên lửa ở ngoài Biển Đông để thể hiện sức mạnh quật cường của Trung Quốc đối với các đối thủ. Kính thưa quý vị, theo tờ báo đưa đi, China Morning Post hôm nay cho biết thêm, thần sấm và thần sét đang chút giận đang đánh sập mạng lưới điện.
một số thành phố lớn như Thượng Hải, Thâm Quyến, Quảng Đông, Quảng Tây, trong đó có cả thành phố Bắc Kinh, làm cho thủ đô Bắc Kinh thất thủ. Chính quyền của ông Tập Cận Bình một mặt ôm khóc nức nở, nhưng mặt khác, chính quyền của ông đang bí mật cho tàu tiến ra ngoài Biển Đông để đi gây chiến với các nước trong khu vực. Tất cả các bước trong khu vực, điều này đã làm cho thần sấm thần sét nổi giận, trừng phạt Trung Quốc đánh vỡ một đoạn con đập Tam Hiệp, khiến nguy cơ vỡ đập, vỡ đê. Tất cả các bước trong khu vực, điều này làm cho thần sấm thần sét nổi giận, trừng phạt Trung Quốc đánh vỡ một đoạn con đập Tam Hiệp, khiến nguy cơ vỡ đê Dương Tử dâng cao, làm cho nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp lên tới 99,8%. Hàng ngàn ngôi nhà đã bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Trung Quốc tiếp tục đón nhận ngày thứ 57 đen tối và thiệt hại vô cùng nặng nề. Thưa quý vị, vào lúc 5 giờ 15 phút sáng nay, trên kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đã phát đi một điểm tin dự báo thời tiết, và trong mục dự báo này, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, mưa lũ, động đất, sạt lở, lũ quét và sóng thần dự báo là vẫn tiếp tục dồn dập xuống đổ 29 tỉnh thành phía nam của Trung Quốc. Trong một vài ngày tới, làm cho bầu trời của Trung Quốc đã xám xịt và u ám rồi, thì nay lại càng trở nên đen tối hơn. Theo Cơ quan Phòng chống thiên tai của Bắc Kinh cho biết, hôm qua mưa to xối xả cùng với sấm chớp đùng đùng kéo dài suốt 11 tiếng đồng hồ đã làm cho hơn 19 triệu người dân của thành phố như Vũ Hán, Hồ Bắc, Hồ Nam, An Huy, Chiết Giang, Quảng Đông và Quảng Tây bị thiệt hại nặng nề, làm cho các tỉnh và thành phố nói trên của phía Trung Quốc không chỉ mất điện trên diện rộng mà chúng tiếp tục bị nhấn chìm. Có những nơi vùng trũng bị ngập tới 9 mét, khiến cho nhiều thành phố phải hủy bỏ kỳ thi tốt nghiệp quốc gia thường niên. Các nhánh sông thuộc sông Dương Tử tiếp tục nâng cảnh báo lên mức độ đỏ. Mức độ cảnh báo cao nhất, lũ ống lũ quét thì nâng lên mức độ 3, cấp độ cực kỳ nguy hiểm. Hôm qua, Trung Quốc cũng ghi nhận những trận sét kinh hoàng xuất hiện ở rất nhiều nơi, dẫn tới hệ thống điện quốc gia của nước này bị đánh sập. Toàn bộ 2/3 lãnh thổ của Trung Quốc chìm trong bóng tối, chỉ có thủ đô Bắc Kinh là có điện. Tuy nhiên, nó cũng chỉ giáng được 15 phút, sau đó cả quảng trường Thiên An Môn cũng bị mất điện, khiến cho đường phố của Trung Quốc tối om. Nhiều thành phố như Vũ Hán, Quảng Đông và Quảng Tây không có một bóng người. Vì sấm sét, mưa lũ và mất điện dồn dập đổ xuống Trung Quốc, khiến cho chính quyền của ông Tập Cận Bình ăn không ngon, ngủ không yên. Tuy nhiên, hải quân của Trung Quốc vẫn phất lờ tất cả, bất chấp tất cả để phóng tên lửa và bắn đạn thật ở ngoài Biển Đông, sát với quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, làm cho các nước trong khu vực cũng như cộng đồng trên thế giới vô cùng bức xúc. Nhiều ý kiến cho rằng, nếu như chính quyền của ông Tập Cận Bình còn tham lam vô độ như thế này, thì nhiều khả năng rằng thần sấm thần sét cũng như mẹ thiên nhiên, Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục giáng những đòn đau thương lên chính quyền của ông ta. Và nhiều khả năng Đảng Cộng sản của Trung Quốc sẽ bị xóa sổ và Trung Quốc sẽ bị thiệt thòi rất lớn nếu như chính quyền của ông Tập Cận Bình không thay tính đổi nếp. Thưa quý vị, có thể nói rằng Trung Quốc đang trải qua những ngày tồi tệ nhất trong lịch sử. Theo những nhà chuyên nghiên cứu về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội và lịch sử của Trung Quốc cho biết, kể từ thời ông Mao Trạch Đông, ông Giang Trạch Dân và ông Hồ Cầm Đào, cũng như chưa từng xảy ra một năm đau buồn và đen tối như năm 2020 mà chính quyền ông Tập Cận Bình đang phải gánh chịu. 6 tháng đầu năm thì dịch bệnh COVID-19 hoành hành ở thành phố Vũ Hán và 31 tỉnh thành phố khác của Trung Quốc, khiến cho Bắc Kinh phải lao đao, và Trung Quốc là tâm điểm của dịch bệnh, cũng là tâm điểm của mọi sự chú ý, nhưng chú ý ở đây là phòng ngừa dịch bệnh COVID-19. Phía Trung Quốc đang lây lan ra rất nhiều nước trên thế giới. Còn từ đầu tháng 6 đến bây giờ thì mưa to, gió lớn, ngập lụt liên tục xảy ra đối với 28 tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc, khiến thiệt hại nặng nề là không thể đong đếm được bằng tiền. Thế nhưng, có một điều lạ là mặc dù Trung Quốc đang gặp nhiều những điều xấu xảy ra thì binh lính của ông Tập Cận Bình vẫn đem quân đi bắn đạn thật và phóng tên lửa ngoài Biển Đông, uy hiếp các nước trong khu vực. Ngoài ra, binh lính của Bắc Kinh còn đi gây gổ, đánh nhau với một số nước ở khu vực biên giới. Những điều xấu xa bị ổi trên của phía Trung Quốc, không biết là những tháng cuối năm Trung Quốc phải sống ra sao. Nếu như người ta cho rằng không thay tính đổi nếp, nhiều khả năng 6 tháng cuối năm của Trung Quốc sẽ bị lụi tàn bởi những điều sai trái mà họ gây ra cho thế giới. Thưa quý vị, có một điều cực kỳ vô lý ở phía Trung Quốc gây ra những nỗi đau thương cho nhân loại. Nhưng mới đây tại thủ đô Bắc Kinh, đích thân ông Tập Cận Bình đã kêu gọi hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên hành tinh này hãy tài trợ tiền, vật chất cho Trung Quốc. Bởi vì nước này đang gánh chịu những hậu quả thiên tai khắc nghiệt mà ông trời đang gây ra cho Bắc Kinh trong những tháng ngày vừa qua. Ông Tập hứa với các nước trên thế giới rằng, những khoản tiền mà các nước tài trợ, ủng hộ cho Trung Quốc sẽ dùng toàn bộ 100% số tiền này dành cho viện trợ, cứu nạn cho người của Trung Quốc, chứ không đem đi tiêu xài. Thế nhưng, có một nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ rằng, ông Tập Cận Bình đã dùng số tiền của một số nước trong khu vực, khối ASEAN tài trợ, trong đó có Việt Nam,
tại chợ 100.000 đô la Mỹ để dùng đi đóng tàu thuyền tiến ra ngoài Biển Đông. Ngoài ra, ông còn cho đóng thêm 2 con tàu chiến và 1 con tàu sân bay, được cho là uy mạnh nhất của Hải quân Trung Quốc, và sẽ được hạ thủy vào năm 2022. Số tiền này lấy đâu ra? Số tiền này chính là ông tích trữ từ nguồn quỹ mà các nước trên thế giới ủng hộ lũ lụt của Trung Quốc. Chính vì vậy mà các nhà quan sát kêu gọi cộng đồng trên toàn thế giới không nên ủng hộ tiền và vật chất cho Trung Quốc, bởi vì những dòng tiền đó không tới tận tay người dân bị lũ lụt, mà chính quyền của ông ta đem số tiền đó để đầu tư vào quân sự. Mà một khi quân sự của quân đội của Trung Quốc lớn mạnh thì họ rất ngừng cuồng và cháo trở. Vì vậy mà chúng ta phải hết sức cảnh giác và đề phòng, không nên tài trợ tiền và vật chất cho Trung Quốc nữa. Có một cái tin được cho là rất mới mẻ về mưa lũ của Trung Quốc. Khi một tờ báo China Morning Post, một trong những tờ báo của Trung Quốc vào rạng sáng ngày hôm nay, đã có một bài viết nói về lũ lớn đang đổ về hồ chứa đập Tam Điệp của Trung Quốc, gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đối với toàn bộ hệ thống con sông thứ tư. Tờ báo của Trung Quốc cho biết, hồ chứa đập Tam Điệp, tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc đang chứng kiến đợt lũ thứ 3 trên con sông Dương Tử trong năm 2021. Đây là đợt lũ lớn nhất trong lịch sử đổ về hồ chứa này trong vòng 100 năm vừa qua. Tờ báo của Trung Quốc cũng cho biết, vào lúc 20:30 phút ngày hôm qua, lưu lượng dòng chảy vào hồ chứa ở mức 61.000 mét khối trên giây. Đây là lưu lượng lớn nhất trong lịch sử mà hồ chứa đập Tam Điệp từng chứng kiến. Ba cổng xả lũ của con đập Tam Điệp được mở vào sáng ngày nay, nhưng vẫn không đủ cho lượng nước tràn vào. Vì thế, lưu lượng bảo vệ bờ đê của Trung Quốc đã tiếp tục cho con đập Tam Hiệp mở tiếp tục 4 cửa xả nữa. Như vậy, tổng cửa xả mà con đập này đang mở là 7 và nó đang hoạt động hết công suất. 24/24, nhưng nó vẫn không tránh được lũ lớn. Chính vì vậy mà người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã phát lệnh cho các cơ quan chức năng của con đập Tam Hiệp phá vỡ 3 con đê thuộc nhánh sông Dương Tử để cứu các thành phố như Vũ Hán, Hồ Nam, Hồ Bắc, Tứ Xuyên và An Huy để tránh bị ngập lụt nặng. Bởi vì những tỉnh này trong thời gian vừa qua đã bị nhấn chìm trong mực nước tới 3-4 mét. Và hôm nay, tờ báo China Morning Post đã cung cấp hình ảnh cho chúng tôi biết rằng lực lượng chức năng chuyên đi phá đê của Trung Quốc đã điều máy xúc, máy ủi, thậm chí có cả bom để phá vỡ 3 con đê thuộc nhánh sông Dương Tử. Và khi nó vỡ, nó đã nhấn chìm một số làng mạc cũng như nhiều ngôi nhà, thiệt hại hoa màu của người dân là vô cùng nặng nề. Có tới 195 ngôi nhà bị cuốn trôi và hơn 1.000 ngôi làng đã bị tàn phá nặng nề. Toàn ô tô, tủ lạnh, nồi cơm điện, TV đã trôi lênh láng ra ngoài sông Dương Tử, mà người dân đã chớp cơ hội này mạng lưới đánh ra răng bẫy để trục vớt những chiến lợi phẩm. Trước cùng ngày, Ủy ban sông Hoàng Hà, một trong những con sông lớn thứ tư của Trung Quốc, thuộc Bộ Tài nguyên nước của nước này, đã nâng mức ứng phó kiểm soát lũ tới 4-3 mức, tức là mức báo động cao nhất mực nước đo tại trạm thủy văn Hoài Sơn, dòng chảy Hoài Hà lên tới 27 mét từ lúc 6 giờ sáng. Và đó là một trong những lưu lượng nước đáng báo động. Cục Thủy văn, Ủy ban sông Hoài Hà đã ban bố tình trạng khẩn cấp và nói rằng người dân cần di tản gấp. Con sông Hoài Hà của Trung Quốc được biết đến là một trong những con sông lớn thứ tư của Trung Quốc sau con sông Dương Tử và con sông Mekong. Nó có chiều dài khoảng hơn 1.000 km, là một trong những con sông chính của Trung Quốc, chảy qua khu vực miền đông của nước này, giữa sông Dương Tử và sông Hoàng Hà. Các bạn đừng nhầm tưởng sông Hoàng Hà và sông Hoài Hà là một. Hai con sông này tên thì na ná giống nhau, nhưng thực tế nó là hai sông tách biệt nhau. Thưa quý vị, do ảnh hưởng bởi mưa lớn, dòng chảy từ sông Hoàng Hà tiếp tục tăng và lưu lượng của trạm thủy văn Nam Châu đạt 3.000 mét khối trên giây. Lưu lượng nước tại sông tăng lên mức độ chóng mặt và nguy cơ cảnh báo vỡ đập Tam Điệp lên tới 99%. Thưa quý vị, có một cái tên được cho là rất mới về lũ lụt ở Hà Giang và tin này được cho là một tin vui chưa từng có. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tình hình mưa lũ ở Lào Cai đã chấm dứt và thời tiết ở Lào Cai đang nắng trở lại. Thời tiết được cho là rất đẹp. Tuy nhiên, trong 2 ngày, tình hình mưa to và gió lớn ở Hà Giang đã làm ngập lụt một số nơi và tàn phá một số khu vực và Lào Cai đang khẩn trương cho khắc phục hậu quả thiên tai và ổn định đời sống của người dân. Xin được nhắc lại là tại tỉnh Lào Cai đã xảy ra mưa lớn, lũ ống, sạt lở đất, ngập lụt nghiêm trọng, thiệt hại nặng nề và người về của nhân dân. Công trình hạ tầng và ảnh hưởng đến sản xuất, nhất là các huyện như Hoàng Sa Phi, Bắc Mê và đặc biệt là thành phố Lào Cai. Tổng cộng Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa cho biết, theo báo cáo nhanh của tỉnh Lào Cai, tính đến 6 giờ sáng ngày hôm nay, mưa lũ đã chấm dứt và thời tiết đẹp trở lại với cả tỉnh này. Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, mưa lũ đã chấm dứt hoàn toàn tại tỉnh Lào Cai và trên toàn bộ lãnh thổ của Việt Nam, thời tiết đang rất đẹp,
còn phía Trung Quốc được dự báo là mưa lũ và gió giật vẫn ẩm ẩm chút xuống trong những ngày tiếp theo. Điều này đã được Cơ quan Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết. Đợt mưa dông ở miền Bắc đã kết thúc và nắng nóng đang quay trở lại. Theo nhận định từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì nắng nóng sẽ quay trở lại miền Bắc kể từ ngày hôm kia và nó được dự báo là sẽ còn tiếp tục diễn ra trong một vài ngày tới, thậm chí xuyên sang tháng sau. Vì thế, sẽ không còn xuất hiện mưa lũ như những ngày vừa qua. Còn phía Trung Quốc thì vẫn hứng chịu những trận mưa kinh hoàng và nước sông tại con sông Dương Tử. Còn sông Mekong và con sông Hoàng Hà đang tăng cao.